Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Khải nha anh em ơi. Và hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn thì Khải sẽ tiếp tục làm một video hướng dẫn để anh em công lung đao tầm level 13x. Tầm level 13x thì chúng ta nên tăng như thế nào cho hợp lý để có thể solo một cách tốt nhất. Tại vì là tầm điểm này thì anh em cũng đã xem ở video trước thì tầm điểm này thì công lung đao không bao giờ đủ điểm, đừng đao anh em. Muốn mà khỏe thì phải mát tầm khoảng 160 cấp đến 170 thì công lung đao mới có thể là vừa mát đam và vừa mát bùa để có thể solo một cách tốt nhất cho công lung đao. Nhưng mà ở cái đẳng cấp mới 13x này thì chúng ta nên tăng như thế nào thì anh em cùng nhau theo dõi để Khải hướng dẫn cho anh em cách tăng công lung đao đỡ chuyên và hướng solo hoặc là đi liên đấu. Như mùa liên đấu rồi thì Khải cũng đã cho anh em xem sơ qua thì Khải đang hiện tại top 3 liên đấu. Anh em cùng xem trên bảng liên đấu thì hiện tại Khải đang thi đấu ở top 3 liên đấu, top 4 rồi. Khải đánh tí nữa thì Khải còn đánh 7 trận nữa thì sẽ lên top 3 thôi. Rồi, không bàn tán về việc vấn đề liên đấu nữa, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video và bây giờ Khải sẽ hướng dẫn anh em cách tăng công lôn đao. Công lôn đao ở đây liên đấu hoặc là solo BK tầm cấp 130 đổ lại. Ok, đầu tiên chúng ta thì cũng như đỡ BK tống kim thôi, chúng ta cũng suy nghĩ về hướng của Hiền Thiên Vô Cực. Đây là một skill tránh phản đòn và nỗ lực hộ thân nên là làm cho con lung đao khi gặp thiếu lâm và những phái khác khá là trâu. Tuy máu ít nhưng mà cũng khá là trâu trừ những hợp mộc. Và đầu tiên thì chúng ta vẫn tăng 20 cấp nha anh em, vừa đủ 20 thôi. Hiện tại Khải đang có kỹ năng 1 cấp nên là có thể tăng lên 21, nhưng mà tầm này thì tăng 20 thôi anh em ơi. Ok, 19 này, 19 mà tăng lên 1 cấp nữa là 30% phản đòn. Rồi nếu mà tăng thêm 1 cấp nữa là vẫn là 30 thôi, nên là mình không cần tăng phí 1 điểm nha anh em. Và tiếp tục chúng ta đó là kiều chống phái. Kiều chống phái thì chúng ta sẽ tăng sao cho nó đạt cái tốc độ phía bên đây. Đây là móc 81. Đó, tiếp tục lên. Đây là móc 101. Đó. Khải thì có thể lên được móc 126 nên là Khải sẽ tăng vừa mát chống phái luôn nha em. Mát chống phái thì Khải sẽ đạt móc 126 tốc độ nha. Đó, 33 là mới 119 thôi. Mát này. 132. Rồi, Khải sẽ mát. Khải sẽ đạt top 126. Hiện tại anh của Khải đang mang cái đao hoàng kim 273 cấp nên là vừa đạt móc 126 chém khá là phê. Ok, và chúng ta để ý đến kiều tiếp tục đó là công lôn đao pháp. Đây là một kiều tăng chí mạng và sát thương lý khá cao cho công lôn đao. Mát luôn. Tiếp tục đó là kiều nhất khí tâm phu, cũng giống như kiều công lôn đao pháp, hai skill này hỗ trợ chí mạng khá là tốt và sát thương khá là cao. Đây là đam chủ lực, đây là đam chủ lực, tăng lực tay khá là cao cho con luôn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ để ý đến skill tiếp tục đó là skill mơ tung áo ảnh. Đây là một trong những skill BK khá là lợi hại, solo 1v1 cho con luôn khá lợi hại. Khải sẽ tăng mát. Chúng ta ở cái vấn đề solo chúng ta đừng có nên đặt cái lực tay khá cao nha anh em, đừng nên đặt lực tay quá nhiều như đánh tống kim. Tại 20 chúng ta sẽ được 50%. Thường thì Khải sẽ tăng thêm 1 điểm nữa để có thể phá luôn cái đặt móc của đối phương. Đó là Khải sẽ tăng cho mơ tông ảnh 53% luôn. Hiện tại là 50 là mát thôi, nhưng mà hiện tại đang có nhất kỳ đó là 53 là Khải quốc 53 luôn. Phá luôn cho 1-3% nữa nó sẽ bước vào đối phương sẽ khá hiệu quả. Và skill tiếp tục chúng ta để ý đến đó là skill khá là quan trọng để có thể BK tốt. Đó là skill khí tâm phù. Bắt chón tự do. Đối phương ở đâu thì chúng ta có thể đều bắt chón được đối phương một cách rất là nhanh. Chúng ta sẽ tăng mát. Hiện tại 20 chúng ta được 35, Khải phá luôn. Khải đẩy nó lên một cấp nữa đó là 36%. Đó, là vừa mát, vừa đẹp luôn nha anh em. Hai cái bùa này khá quan trọng. Hai bùa này khá là quan trọng nha anh em. Rồi, tiếp tục sau khi chúng ta đã tăng hai bùa đó là mơ tung ảo ảnh và khí tâm phu, thì chúng ta sẽ tiếp tục với skill cuồng phong sậu điện. Cuồng phong sậu điện là một skill 6x tăng hỗ trợ cho đam tầng 2.
Thì trước khi tăng skill này thì đợi Khải xem, Khải sẽ tăng vô Thanh Phong Phu là skill tóc chạy và skill Thiên Thanh Đi Chọc là skill kháng, sao cho nó hợp lý vào của nhân vật đã. Hiện tại điểm số chỉ còn 22 thôi, nên là Khải sẽ tăng tóc chạy tầm 20 mấy đỡ có thể đạt theo đôi giày thôi, không còn quá nhiều tại vì điểm chúng ta không có. 55 thì bây giờ theo Khải nghĩ thì chúng ta sẽ tăng cho cái skill đó là 26%, sẽ được 81 26% thôi anh em ơi. 24 này, 26 này. Rồi, chúng ta sẽ đợi đến skill skill 1x. 1x thì trước khi vào skill 1x thì chúng ta sẽ tăng skill 6x. Mình đợi 10 điểm thôi anh em ơi, tại vì chúng ta không có điểm nhiều. Chúng ta chiêu 5 10 điểm này và 10 điểm 1x. 5 đi. Rồi, đến tiếp tục kêu kháng. Kêu kháng thì tầm này không có kháng nhiều. Mình sẽ tăng lên khoảng 14 thôi. 14, 10, 14. Đó. Rồi, tầm này thôi không có quá nhiều nè mày. Và chúng ta sẽ đại thẳng hết lên lực tay 1x. Đó, đáng lấy là muốn tăng là Khải sẽ muốn tăng cái kêu 6x là mắt đầu tiên. Nhưng mà nếu mà tăng kiểu đó thì lực tay không có nè mày. 10 điểm vào kêu 1x thì chúng ta được hơn 1k lực tay, nên là Khải sẽ chơi 50-50. Ai cũng muốn tăng mát cả, nhưng mà hiện tại tầm điểm này thì không có điểm mà đỡ tăng mát anh em ơi. Rồi, chúng ta cùng sau khi xong cái bảng kỹ năng thì chúng ta cùng nhau đợi ý về cái hướng điểm tiềm năng. Bây giờ thì Khải sẽ tăng sao cho cái lực tay bên này sức mạnh khoảng bao nhiêu đó thì lực tay tầm khoảng tầm 5k3. 5k3 là đẹp nha anh em. Chúng ta 5k3 hoặc là 5k1 là đạt mốc rồi, không cần quá nhiều. Solo thì tầm đó là buffer rồi. Ok, ta sẽ tăng lên lực tay khoảng tầm 5k1 hoặc 5k3. Hôm trước thì Khải tăng đến 350 lận. 350 thì solo khá là hợp lý, nhưng mà lượng máu nó hơi thấp. Thường thì mấy anh em sẽ tăng cái hướng solo đó là tầm sức mạnh 260. Thường thường thì tầm 260. Đó, 260, 29, 29 đi. 26 thì mới có 4k9 thôi. Tại vì lực tay ít, 1x mình không có nên là phải đẩy thêm sức mạnh một chút nữa. 2k8, 208. Ôi, 208 còn lại có thể này tăng lên, có thể lên 300 rồi. Hôm trước Khải tăng 350 lận anh em ơi. Solo hiện tại như anh em có xem những trận liên đấu trước thì Khải đỡ đến 350 lận. Tại vì Khải có đôi hồng kiều môn phái nên là Khải tăng lên sức mạnh khá là nhiều. Chúng ta vừa đạt nóng 5k1 là đẹp rồi anh em ơi. Ok, 5k1 là đẹp rồi. Rồi chúng ta còn bao nhiêu sẽ đẩy về hướng sinh khí. Đó, chúng ta xuống ngựa chỉ còn máu 2k9 thôi. Rồi, à, đây là hướng solo nha anh em. Đây là hướng solo nha anh em. Được Khải bút bùa đánh cho anh em xem. Khải sẽ đỡ mặc định. Đánh 2 kill một lần nha anh em. Đánh 2 kill một lần BK mới ok được nha. Cái kill bách chón khí tâm phù này nè anh em thấy không? Bách chón 36% khá lợi hại, đỡ có thể solo một cách tốt nhất. Anh em cùng xem Khải đây. Hiện tại trên này thì không có ai đỡ solo, nên là Khải chỉ có thể solo bằng chân quái thôi. Rồi, Khải sẽ bách bùa cho anh em xem. Đây, bùa nè. Đây, từ từ cho nó ra. À đây rồi, bùa nè. Chón nè, nè, liền giờ bách chón nè. Chón nè. Bách chón khá là hiệu quả. Anh em thấy Khải di chuyển hai chiêu bên này không? BK là phải di chuyển hai kêu thì nó mới hợp lý nha anh em. Chón nè, thấy chưa? Bách chón, bùa nè. Chón nè. À, anh em không, chón khá là hiệu quả, 36% lận. Chón này không, solo chúng ta phải thay đổi 2 kill thì solo nó mới hiệu quả được em ơi. Em thấy không, bắt chón khá là hiệu quả. Bắt chón nè. Đây, đây là hướng tăng và hướng solo. Anh em có thể xem lại một lần nữa. Solo thì tầm 5k1 lực tay là hợp lý rồi em ơi, không nên tăng quá nhiều, tại vì nếu mà tăng nhiều quá thì lượng máu chúng ta khá là thấp.
thì rất dễ bị đột tử. Tại Khải Tâm như thế này thì mới Khải Tâm được có 3k thôi. Nên 3k là tại là quá nhiều nha anh em. Tại vì Khải có đồ hồng kiều môn phái sinh lực khá là cao. Áo nè, bao tay nè, giày nè, anh em thấy không, sinh lực Khải khá là nhiều rồi đấy. Nên là Khải muốn đẩy lực tay nó khá là rất là cao để đánh cho nó tốt. Đó. Còn em nào thì cứ nhắm sao mà lực tay của mình nó vừa đủ thôi. Đó. Như đây là Khải đang tăng về hướng lực tay khá là cao để solo. Thì tầm này thì bơ cao ok nha anh em. Tầm 13x thì tăng như thế này là rất là hiệu quả. Anh em có muốn thấy hiệu quả không thì anh em có thể xem trên kênh của Khải thì cũng đủ biết. Liên đó thì Khải chỉ thua mỗi một mình đó là nem độc đường môn mà ngang ngang đồ là full hồng kim môn phái thì Khải thua. Còn mà nem độc đường môn mà không có hồng kim môn phái thì chắc chắn sẽ chết với Khải thôi. Đó, liên đấu hạng 4 là gặp một phái rất là khó chịu nữa đó là Thiên Vương. Thiên Vương bắt vào người thì rất khó để khó chịu nha anh em. Tuy là không kết thúc được Thiên Vương nhưng là rất khó chịu. Đây là bàn thắng của Khải. Anh em có thể xem qua đây là vô đẹp mà anh em ơi. Lực tay 5k1. Nếu như anh em cảm thấy máu yếu quá thì anh em có thể tăng giảm xuống lực tay còn 4k8 hoặc 4k7 thôi là đẹp. Và đây là hướng tăng theo kiểu solo liên đấu. Anh em đang xem video thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ và cũng như trong nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để có thể theo dõi những buổi livestream từ buổi livestream hoặc là những buổi video hướng dẫn trên kênh của Khải nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.